Con có thêm một câu hỏi ở đây là nếu như mà người bị tai nạn và bị mù thì làm sao có thể nhận được năng lượng từ chú Phúc ạ? Người tai nạn mà bị mù. Bây Dạ, giờ, đúng ạ. Đúng đó ạ. vâng, bây giờ anh chị em cố gắng học hỏi với những cái sự chia sẻ của những người thân của mình để coi anh chị em có nắm vững cái phần kỹ thuật hay không. Và khi anh chị em nắm vững phần kỹ thuật rồi, anh chị em không cần phải nhìn vào trán của chú đâu. Anh chị em có thể dùng tư tưởng của anh chị em để đón nhận phần năng lượng chú gửi đi vào những khung giờ mà chú phát sóng, cũng như anh chị em có thể đón nhận phần năng lượng của bất kỳ học viên nào trên toàn cầu và những khung giờ mà anh chị em được nêu lên, và hai bên cùng khớp với nhau thì khi thử đón nhận năng lượng của tất cả các bạn không bị trở ngại. Và thậm chí là bây giờ tất cả các những người bạn đã muốn học lớp 1, lớp 2 vẫn được như thường, không có gì trở ngại hết, là chúng ta sử dụng bằng cái tư tưởng đi. Thì anh chị em nhờ những người khác, lắng nghe được những người khác thì anh chị em có thể thực hiện cũng giống như những người khác như vậy. Nó hơi khó khăn chút xíu trong những bước đầu tiên, nhưng sau đó thì mọi việc nó sẽ được ổn định và anh chị em vẫn nhận được năng lượng như những người khác, không gì trở ngại. Còn những anh chị em bị khiếm thính thì không nghe thôi, nhưng mà thấy được thì chắc chắn là không nhận được. Thì chú mong rằng những trường hợp như khiếm thính có thể cải thiện được, là những anh chị em mà mắt bị yếu đó, bị mờ đó, thì anh chị em cũng có thể lấy được cái thị lực và thính lực lại được, không có gì trở ngại đâu. Chú thấy là có nhiều người đã được cải thiện trong lĩnh vực này, ngoại trừ trường hợp như là những cái cơ phận trong cái mắt của anh chị em hoàn toàn bị hư, hoặc là cái phần khiếm thính của anh chị em đó bị những hệ thần kinh nó không hoạt động nữa, thì cái việc mà tế bào nó có thể tái tụ trở lại để nó làm việc thì chắc lẽ là hơi khó khăn. Thì chú không biết rằng những cái trường hợp bị tổn thương đến mức độ nào thì anh chị em cũng có thể đến để gặp những cái vị trị thính lực chuyên môn về mắt, về tai để khám xem coi cái sự tổn thương đến mức độ nào và có còn có cơ hội để cải thiện được hay không. Thì đó là chú nhờ anh chị em nên đi quan sát trong lĩnh vực y tế để nhờ sự hỗ trợ trong những cái sự hiểu biết đó. Have here is that for someone who is blind, how can they receive energy from Mr. Lay? Now, Mr. Lay said that so for those people who falls into who has this situation, certainly something that you can do is you can learn from your family members, so the people around you, and have those people to assist you with this. And once you learn to understand what energy is about, you understand the technique, then you don't necessarily need to look at me to receive energy from me. You can do so through the thoughts, through it means that you don't necessarily need to see me to receive energy. So when it's time to receive energy, you just come in and you know that I am transmitting energy and you are receiving it. And when we're in sync, when our intention match with one another, you can certainly receive this energy source. There's no issue with it. And you can even take classes if you're interested and if you're capable and you have people to assist you with it. And again, you don't ne necessarily need to look at the instructor to learn this technique or to receive energy. You can just do that through your mind. And it can be a little bit more challenging, but it is something that you can do. The same thing with people who have hearing impairment. And for a lot of different issues, vision and hearing impairment conditions, they have the chance to improve, of course. Except for when your condition is way too severe and that your hearing ability and your vision ability no longer function, then you certainly need to consult with your doctor to see from a medical perspective whether there's any chance to recover, and with that, it will give you a good idea of what to do next.